Xin chào tất cả quý bà con, đã quay trở lại với kênh A Huy Vlog. Giá mít Thái trong những ngày gần đây có biến động theo chiều hướng giảm, giá mít giảm xuống mức thấp như hiện nay, nằm trong dự đoán, bởi hàng năm, thời điểm này, giá mít luôn ở mức thấp nhất trong năm. Hiện nhiều vựa, chỉ ưu tiên mua mít kem lớn, kem nhỏ, kem rớt và mít chợ. Riêng mít loại A, tức mít nhất, mít nhì, chỉ có một số ít vựa thu mua, nhưng lấy rất khó, da xanh, trái tròn đều, cơm dày, màu đẹp. Giá mít giảm thấp, cộng với việc các vựa thu mua và phân loại mít khó, nếu bà con để trái bán trong giai đoạn này, hầu như không có lời. Do đó, bà con nên hạn chế để trái trong giai đoạn này, nên dưỡng cây, chuẩn bị làm bông, ra trái vào mùa nghịch, khoảng tháng 7, tháng 8 âm lịch, lúc đó, giá luôn ở mức cao. Sau đây là phần báo giá mít Thái trong buổi chiều hôm nay, giá được cập nhật lúc 3 giờ chiều, ngày 20 tháng 5 năm 2023, giá buổi chiều hôm nay có dao động nhẹ ở một số khu vực so với buổi sáng. Giá chi tiết kênh sẽ ghi lên màn hình cho bà con tiện theo dõi. Mời bà con cùng xem video. Giá mít Thái tại Đồng Tháp và An Giang: mít nhất 10.000 đồng trên kg, mít nhì 7.000 đồng trên kg, mít kem lớn 7.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 4.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Hậu Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long: mít nhất 9.000 đồng trên kg, mít nhì 7.000 đồng trên kg, mít kem lớn 7.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 4.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại Long An: mít nhất 10.000 đồng trên kg, mít nhì 7.000 đồng trên kg, mít kem lớn 7.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 4.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại Tiền Giang: mít nhất 11.000 đồng trên kg, mít nhì 8.000 đồng trên kg, mít kem lớn 8.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 4.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Đông Nam Bộ: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Bà Rịa Vũng Tàu: mít nhất 5.000 đồng trên kg, mít kem lớn 3.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 2.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Tây Nguyên: mít nhất 4.000 đồng trên kg, mít kem lớn 3.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 2.000 đồng trên kg. Giá mít Ruột Đỏ Sơ Vàng Indo tại khu vực Tiền Giang: mít nhất 35.000 đồng trên kg, mít nhì 25.000 đồng trên kg, mít bi 15.000 đồng trên kg.